thấy học sinh lớp tôi đều là thiên tài phần năm. Hiệu trưởng, cô tìm em à? Ừ, em bị đủ rồi. Vì sao? Em có chỗ nào không tốt? Tại sao mà cô cũng không biết hả? Thành tích lớp cô tháng này thế nào? Dạ, cũng tạm được. Lại đứng nhất rồi chứ gì? Cô xem, lớp cô ngày nào cũng đứng nhất, tháng nào cũng đứng nhất. Cô làm như vậy, làm sao mà giáo viên lớp khác sống cho nổi? Cô hiệu trưởng ơi, em đã cố gắng lắm rồi. Mỗi lần hết giờ, em đều ra về đúng giờ, không có bao giờ cái giờ hết trơn á. Cái gì? Cô còn đi về đúng giờ? Cô muốn làm tôi tức chết đúng không? Ê, thầy giáo lớp B, thầy vào đây một lát. Hả? Chi về hiệu trưởng? Trường mình mấy giờ ra về thầy có biết không? Tôi không có biết, muốn về là về à? Còn việc gì nữa không? Không thì tôi về đi đón con đây. Được rồi, thầy đi đi. Cô có nhìn thấy chưa? Đây mới là giáo viên ưu tú. Vậy bây giờ em đi về nhà nha. Ừ, bây giờ cô về đi, tháng sau hãy quay lại đây. Dạ hiệu trưởng, bây giờ em đi chấm bài một chút rồi về liền. Chấm bài? À, em còn mấy cái bài thi của tụi nó em chưa chấm nữa, em muốn chấm nốt. Chấm bài thi? Bây giờ cô lập tức đi về cho tôi. Trợ lý, mau qua đây. Dì về hiệu trưởng. Cô mau đánh cho tôi một cái file sa thải nhân viên. Hả? Cái đó là game hả? Game gì? Tôi bảo cô đánh cho tôi một bản sa thải nhân viên. Em không biết làm. Ừ, cô thấy chưa? Một trợ lý của tôi mà đã giỏi như thế này. Cô nhìn lại cô đi. Trợ lý à? Giỏi lắm. Sau này cái chức hiệu trưởng này tôi cho em làm luôn. Hả?